Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2, tuần 31, trang 54-55. Sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 23. Bóp nát quả cam. Bài tập số 1. Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam, đánh dấu tích vào ô trống trước đáp án đúng? Vì Quốc Toản căm thù quân giặc. Vì Quốc Toản không thích cam. Vì Quốc Toản ấm ức không được vua cho dự bàn việc nước. Như vậy ở câu số 1 này, các em sẽ đánh dấu tích vào ô trống trước cái đáp án đúng trả lời cho câu vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam. Thì các em đọc lại bài đọc và chúng ta chọn đáp án đúng nhất. Như vậy, Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam, theo bài đọc thì là vì Quốc Toản ấm ức không được vua cho dự bàn việc nước. Như vậy các em sẽ đánh dấu tích vào ô vuông thứ ba. Rồi tiếp theo bài tập số 2. Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào cột thích hợp. Trần Quốc Toản, vua, thuyền rồng, quả cam, lính, sứ thần, thanh gươm. Từ ngữ chỉ người, từ ngữ chỉ sự vật. Như vậy các em đọc kỹ các từ có trong ngoặc này để các em xếp vào cột thích hợp. Thì ở đây chúng ta sẽ xếp vào hai cột, đó là từ ngữ, cột từ ngữ chỉ người và cột từ ngữ chỉ sự vật. Như vậy các em đọc kỹ các từ. Trần Quốc Toản thì đây là từ ngữ chỉ người. Vua là từ ngữ chỉ người. Rồi thuyền rồng là từ ngữ chỉ sự vật. Tôi xin lỗi, là từ ngữ chỉ vật. Rồi quả cam. Quả cam là từ ngữ chỉ sự vật, chỉ vật. Rồi tiếp theo, lính là từ ngữ chỉ người. Sứ thần là từ ngữ chỉ người. Thanh gươm là từ ngữ chỉ vật. Như vậy các em sẽ xếp vào hai cột từ ngữ chỉ người, gồm có là Trần Quốc Toản tiếp theo là vua, rồi đến là lính, sứ thần, rồi đến rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến là từ ngữ chỉ vật thì có là thuyền rồng, rồi quả cam và thanh gươm. Tiếp theo câu 3, nói ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để tạo câu nêu hoạt động. Trần Quốc Toản, trẻ tuổi mà dũng cảm, là một cậu bé có lòng yêu nước. Xô mấy người lính gác xăm xăm xuống bến để gặp vua. Như vậy thì các em sẽ nói ô chữ ở cột bên trái với chữ ô chữ cột bên phải để tạo câu nêu hoạt động. Thì các em dựa vào bài đọc để chúng ta nói và tạo câu tương ứng. Như vậy Trần Quốc Toản như thế nào? Xô mấy người lính gác xăm xăm xuống bến để gặp vua. Như vậy Trần Quốc Toản các em sẽ nói với xô mấy người lính gác xăm xăm xuống bến để gặp vua. Tiếp theo câu số 4, sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của bài đọc.
Giặc Nguyên chuẩn bị xâm chiếm nước ta. Quốc Toản sai lính gác xuống biển, xuống bến. Quốc Toản đợi gặp vua. Vua ban cam cho Quốc Toản. Quốc Toản cho mọi người xem cam quý. Quốc Toản quỳ xin vua cho đánh giặc, xin chịu tội. Như vậy thì các em sẽ sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của bài đọc. Thì ở đây các em đọc kỹ các ý và dựa vào bài đọc đã học chúng ta sẽ sắp xếp. Như vậy đầu tiên theo bài đọc thì sẽ là Giặc Nguyên chuẩn bị xâm chiếm nước ta. Rồi như vậy thì các em sẽ đánh số 1 vào đây. Đây là trình tự số 1. Rồi tiếp theo thì Quốc Toản sẽ đợi gặp vua. Các em đánh số 2. Rồi Quốc Toản xô lính gác xuống bến. Các em sẽ đánh số 3. Và Quốc Toản quỳ xin vua cho đánh giặc, xin chịu tội. Thì các em sẽ đánh số 4. Rồi tiếp theo, vua ban cam cho Quốc Toản. Thì các em sẽ đánh số 5. Rồi Quốc Toản cho mọi người xem cam quý. Các em đánh số 6. Như vậy thì các em sẽ dựa đọc kỹ các ý và các em sẽ dựa vào cái bài đọc mà chúng ta đã học để mà sắp xếp các ý này. Tiếp theo câu số 5, viết 1 đến 2 câu về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản. Như vậy thì các em sẽ dựa vào bài đọc để chúng ta viết về Trần Quốc Toản. Thì ở bài đọc cho thấy Trần Quốc Toản là một người có lòng yêu nước. Dù trẻ tuổi nhưng Trần Quốc Toản vô cùng dũng cảm. Như vậy chúng ta sẽ viết 1 đến 2 câu về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản như sau. Trần Quốc Toản là một người có lòng yêu nước, dù trẻ tuổi nhưng Trần Quốc Toản vô cùng dũng cảm. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.